Và hôm nay mình sẽ làm về độ hiếm của các thực thể xuất hiện trong đo. Mình sẽ xếp hạng từ cao xuống thấp nhé. Let's go. Xếp thứ 10 là Figure và Seed, là hai thực thể có độ hiếm 100%, có nghĩa là bạn khi chơi đo chắc chắn sẽ gặp hai thực thể này. Kế tiếp là Rust, có thể nói hầu như ai cũng gặp khi chơi đo, nhưng có một vài người không gặp trong lần chơi của mình, khiến cho Rust có độ hiếm xếp sau Figure và Seed. Thứ 8 là Ice, đây không phải là thực thể hiếm gặp, nhưng nếu bạn may mắn thì có khả năng sẽ không gặp thực thể này. Thứ 7 nằm trong danh sách là Dread, đây là thực thể có khó chịu và xuất hiện ở những nơi tối. Mỗi khi Dread xuất hiện sẽ có tiếng vang lên. Thứ 6 là Timbotty, đây là một thực thể khá là vô hại. Mỗi khi bạn mở nhầm cái có chứa Timbotty, nó sẽ hù bạn và gây một tí sát thương. Thứ 5 là Ambush, có nhiều bạn nói rằng thường xuyên gặp Ambush, nhưng theo thống kê thì chỉ khi bạn xui lắm mới gặp thôi. Ambush không phải muốn gặp là gặp đâu. Đứng ở vị trí thứ 4 là Horn, đây là thực thể khá là khó chịu vì Horn chỉ xuất hiện ở những căn phòng tối. Mỗi khi Horn xuất hiện sẽ có dòng chữ hiện lên, bạn chỉ cần đi ngược lại là sẽ thoát được. Thứ 3 là Zack, đây là thực thể chỉ mang tính chất hù dọa bạn. Zack xuất hiện mỗi khi bạn mở nhầm ngăn tủ có chứa Zack, nhưng xét về độ hiếm thì rất ít người gặp. Xếp thứ 2 là Blitz, đây là thực thể chỉ xuất hiện mỗi khi bạn bị bạn bè bỏ lại quá xa. Blitz sẽ gây sát thương và mang bạn về chỗ của họ. Và hai thực thể hiếm nhất trong đo với tỷ lệ 1/2000 chính là Hornquake, Zack và Shadow. Nếu bạn nào gặp phải hai thực thể này thì xin chúc mừng, bạn là một trong số những người may mắn nhất trên toàn thế giới. Anh em thấy thế nào? Có ai đã gặp hai thực thể siêu hiếm này không? Hãy cho mình biết nhé. Và mình là Maru. See ya.